Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải một cái đề ôn tập số 1. Đề bài có nội dung như sau. Đề bài về quản lý khách sạn. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng dữ liệu như sau. Các cột là cột số thứ tự này, họ tên của khách hàng, mã số khách hàng, ngày đến, ngày đi, số ngày ở, tiền ăn, số tuần và số ngày lễ. Chúng ta sẽ có một cái bảng dữ liệu biểu giá khẩu phần ăn. Trong đó mã phần ăn F1 thì tương ứng với đơn giá là 20.000, F2 là 35.000 và F3 là 50.000. Dưới đây là các yêu cầu của bài tập. Tổng cộng chúng ta có 6 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là nhập ngày đi, ngày đến theo hình bên. Chúng ta sẽ có các cái dữ liệu ngày đi và ngày đến như thế này, và công việc của chúng ta là phải nhập nó vào trong cái bảng ngày đến ngày đi. Chúng ta sẽ giải quyết cái câu thứ nhất trước. Mình sẽ kéo lên như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu nhập. Tôi sẽ nhập theo một cách rất là thông thường. Tôi nhìn thấy là ngày 5 tháng 3 năm 2001, thì tôi sẽ nhập là 5 duyệt 3 duyệt 2001. Tiếp theo, bên này sẽ là ngày đi là ngày 16 tháng 3 năm 2001, 16 3 2001. Chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái sự khác biệt giữa hai ô này. Ô này chúng ta nhập thì dữ liệu nó nằm bên phải, còn bên này dữ liệu tôi nhập nó sẽ nằm bên trái. Như vậy cái nào đúng và cái nào là sai? Thế thì như tôi đã trình bày những lần trước, thì dữ liệu là số hoặc dữ liệu là ngày tháng thời gian, thì khi chúng ta nhập vào nó phải được canh bên phải mình thì mới chính xác. Như vậy thì ở đây là chúng ta nhập như thế này là chưa chính xác rồi, và vì nhập chưa chính xác cho nên khi chúng ta thực hiện các cái phép toán cộng trừ nhân chia trên các cái ngày này thì nó sẽ gây lỗi. Ví dụ tôi ghi là bằng ngày đi, số ngày ở sẽ bằng ngày đi trừ cho ngày đến, thì chúng ta sẽ thấy ngay nó bị lỗi. Như vậy thì chúng ta còn phải lưu ý khi nhập vào dữ liệu là ngày tháng năm thì chúng ta phải quan tâm xem cái máy của mình là định dạng là nhập ngày trước hay nhập tháng trước hay nhập năm trước. Cụ thể ở đây chúng ta có thể xem ở trên cái đồng hồ của mình. Ví dụ như đây, chúng ta bấm vào thì đây là ngày 28 tháng 12 năm 2016, ngày 28 tháng 12 năm 2016, tuy nhiên nó lại hiển thị là tháng 12 trước rồi đến ngày 28 năm 2016. Như vậy thì ở trên máy này người ta nhập là tháng trước rồi mới đến ngày mới đến năm. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhập lại dữ liệu ngày 5 tháng 3 năm 2001 thì tôi phải nhập tháng trước, có nghĩa là tôi nhập tháng 3 ngày 5 năm 2001. Rồi. Tiếp theo, ngày đi là ngày 16 tháng 3 năm 2001 thì tôi phải nhập tháng trước là tháng 3 ngày 16 năm 2001. Rồi, chúng ta sẽ thấy là hai ô này nó đều được canh phải, như vậy là chính xác. Và số ngày ở sẽ là bằng ngày đi trừ ngày đến. Tuy nhiên bây giờ nó đang hiển thị là một cái dữ liệu kiểu là date, tức là ngày. Chúng ta chỉnh thành cái kiểu number, chúng ta xét được cái giá trị của nó. Tổng cộng từ ngày 5 cho đến ngày 16 là 11 ngày, là chính xác các bạn. Tương tự như vậy, tôi sẽ nhập dữ liệu ngày tháng cho các cái nhân viên, các cái khách khách hàng ở bên dưới. Ví dụ như ngày 3 là tháng 6 năm 2001. Rồi. Ở bên này chúng ta sẽ có là, xin lỗi, cái đây là tháng 3 ngày 6 2001, còn đây là tháng 3 ngày 20 năm 2001. Rồi. Tháng 3 ngày 10 2001, tháng 3 ngày 30 2001, tháng 3 ngày 23 2001, tháng
4 ngày 1 năm 2001, tháng 3 ngày 17 2001 và tháng 4 ngày 30 2001. Rồi. Thế thì cái việc nhập dữ liệu thì chúng ta phải quan tâm xem cái máy mình là định dạng nhập như thế nào. Còn cái việc hiển thị ngày trước hay tháng trước hay năm trước thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được. Ví dụ như ở đây, chúng ta nhập vào nó hiển thị là ngày 3 tháng 3 ngày năm 2001. Tuy nhiên đề bài hạ lại bắt hiển thị là ngày trước rồi đến tháng đến năm. Như vậy chúng ta phải điều chỉnh lại. Tôi lấy chuột phải vào, tôi chọn format cell. Ở đây chúng ta có thể chọn vào mục custom. Đây. Như ta thấy ở đây là nó đang hiển thị ở là M là month, tức là tháng, rồi mới đến date là ngày, rồi mới đến năm bốn sự chữ số là chữ Y. Tương ứng các bạn sẽ thấy cái định dạng ở phía trên này là nhân mẫu. Bây giờ tôi sẽ sửa lại là ngày trước, rồi đến tháng, rồi đến năm bốn chữ số. Các bạn sẽ thấy hiển thị cái giá trị ví dụ ở trên này. Date, month, year. Đó, thì nó sẽ hiển thị đúng theo như cái định dạng yêu cầu đề bài. Mặc dù là chúng ta nhập tháng trước nhưng mà nó vẫn hiển thị là ngày trước. Tương tự như vậy tôi sẽ sửa hết tất cả những ô này. Chúng ta chọn custom và các bạn có thể chọn một cái mẫu dưới này. Này này, hơi sửa lại luôn cũng được. Để mình bấm số. Rồi. Nếu đề bài yêu cầu rằng chúng ta phải sử dụng dấu gạch ngang thay vì là dấu xuyệt thì chúng ta cũng thể điều chỉnh được bằng cách là vào format cell, nhấp phải vào format cell. Chúng ta sửa lại là dấu xuyệt thành dấu gạch ngang chẳng hạn. Nó như thế này. Ok. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái câu số 2. Câu số 2 là lập công thức tính tiền ăn. Biết rằng tiền ăn sẽ là bằng số ngày mà cái khách hàng đã ở nhân với cái đơn giá khẩu phần ăn. Thì chúng ta thấy ở đây số ngày ở là sẽ bằng ngày đi trừ ngày đến ra cái cột này. Và tiền ăn sẽ là bằng số ngày ở nhân với đơn giá khẩu phần ăn. Và đơn giá khẩu phần ăn là lại phụ thuộc vào cái mã số của khách hàng. Nếu là F3 thì trong này có chữ F3 đây thì chúng ta lại lấy từ cái giá trị cột này. F1 thì chúng ta lấy giá trị này và F2 thì chúng ta lấy giá trị này. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên số ngày ở sẽ bằng ngày đi trừ ngày đến như chúng ta đã làm cái phần câu thứ nhất. Trừ ngày đến. Chúng ta kéo xuống. Nhấp đất vào. Đây. Bây giờ số ngày ở nó đang hiển thị là hai chữ số thập phân. Bây giờ tôi thích hiển thị là không có chữ số thập phân nào. Thì chúng ta có thể định dạng bằng cách vào format cell. Nhấp phải format cell. Đây ở phần number hiện tại là decimal place là nó hai chữ số thập phân, vậy tôi giảm xuống còn một chữ số thập phân, không chữ số thập phân như thế này. Ok. Rồi. Để hiển thị cho nó đẹp thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tính tiền ăn. Tiền ăn sẽ là bằng số ngày ở nhân với đơn giá khẩu phần ăn. Sẽ viết là tiền ăn sẽ là bằng số ngày ở là đây nhân với đơn giá. Tôi viết ví dụ thôi. Đây là cái phần đơn giá mà chúng ta cần phải điền. Tuy nhiên đơn giá là bao nhiêu thì tôi chưa biết. Như vậy thì để tính được cái đơn giá thì chúng ta phải tìm kiếm cái giá trị F3 trong cái bảng dữ liệu này và trả về giá trị tương ứng. Thì để lấy được cái giá trị F3 hay F1, F2 trong cái chuỗi này
thì chúng ta phải sử dụng hàm mid để trích một cái chuỗi con trong một cái chuỗi. Ví dụ tôi dùng hàm mid này bằng mid này của các tham số là test, tức là mid của cái chuỗi này. Start num tức là ký tự bắt đầu. Tôi sẽ đếm là 1 2 3 4 5, như vậy chữ F là bắt đầu từ ký tự thứ 5. Tôi sẽ trích ra từ ký tự thứ 5. Và num chart tức là số ký tự mà chúng ta muốn trích ra, là chúng ta sẽ lấy hai ký tự thì tôi điền vào số 2. Nó như thế này. Chúng ta sẽ lấy được chuỗi F3. Tương tự như vậy, tôi sẽ kéo xuống xem thử công thức của mình viết đúng hay không. Đấy, tương tự F1 thì nó lấy được F1 này, F2 này nha. Và bây giờ là chúng ta sẽ tìm kiếm cái chuỗi này trong cái bảng này. Thì vì cái bảng này nó được phân bố theo chiều ngang, cho nên chúng ta phải sử dụng hàm tìm kiếm theo chiều ngang. Và cụ thể ở đây là hàm hlookup. Nếu bảng này phân bố theo chiều dọc từ trên xuống dưới thì chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. Chiều ngang chúng ta dùng hlookup. Tôi sẽ viết bằng hlookup. Rồi. Hlookup thì truyền vào tham số đầu tiên tính là cái giá trị mà chúng ta muốn tìm kiếm. Ở đây là tôi muốn tìm giá trị F3. Này. Phải Table Array tức là cái bảng dữ liệu mà chúng ta tìm kiếm. Cụ thể ở đây là bảng này. Tôi bấm vào. Phải Row Index Num tức là cái dòng mà chúng ta sẽ trả về giá trị khi tìm thấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây là cái dòng 1 nè, đây là dòng 2 nè. Như vậy thì khi tìm thấy tôi sẽ trả về giá trị ở dòng số 2. Thì tôi sẽ viết ở đây là số 2. Số 2. Và tham số cuối cùng là chúng ta tìm chính xác exact. Chúng ta điền false. Tức là đúng F1 thì mới trả về, còn F1 phẩy hay là F1A hoặc F1B thì chúng ta không trả về, ví dụ vậy. Cứ gọi là tìm chính xác. Thì tìm chính xác chúng ta dùng false. Nó hoặc là. Này. Như vậy tương ứng ta thấy F3 là được 50.000 là chính xác. Chúng ta kéo xuống. Như vậy nó đang bị lỗi ở chỗ này. Tại sao lỗi chỗ này? Chúng ta xem. Chúng ta bấm vào. Khi chúng ta bấm vào công thức này thì chúng ta thấy rằng là cái hàm hlookup của mình này, cái bảng tham chiếu của mình nó bị chạy xuống dưới đây một một dòng, phải không ạ? Rồi tiếp tục này, chỗ này nó đã bị chạy xuống hai dòng. Như vậy rõ ràng là công thức ban đầu của chúng ta nhập là có một vấn đề nhỏ ở chỗ là cái bảng dữ liệu này nè, chúng ta chưa cố định. Chúng ta chưa cố định cho nên khi chúng ta kéo công thức xuống thì cái bảng này nó cũng chạy theo luôn. Như vậy để cố định cái bảng này, cái bảng tham chiếu này nè, bảng màu hồng này, thì chúng ta sẽ chọn nó và bấm F4 hoặc là chúng ta ghi đô la ở các cái giá trị cột dòng. Ví dụ như đây tôi bấm F4 này. Đó. Thì nó sẽ tự động thêm dấu đô la và làm cho cái bảng này nó được cố định. Rồi bây giờ tôi kéo xuống. Đấy, bây giờ là mọi thứ đều đẹp như mơ rồi. Chúng ta sẽ xem F2 là 35.000 có đúng hay không. F2 35.000 chính xác này, đúng không ạ? Tôi bấm vào. Rồi. Như vậy thì chúng ta sử dụng hàm hlookup để tìm ra được cái giá khẩu phần ăn, sau đó chúng ta nhân với cái số ngày ở là ra được cái tiền ăn thôi. Thì bây giờ tôi sẽ viết gom lại thành một công thức chung này. Đơn giá sẽ là bằng hlookup của giá trị. Giá trị này chính là cái mid chuỗi con của chuỗi này, lấy từ ký tự thứ 5, lấy đi hai ký tự và tìm cái chuỗi con này trong cái table array, là trong cái bảng này. Nhớ bấm F4 để khóa nó lại. Rồi vậy khi tìm thấy trả về cái giá trị ở dòng thứ hai trong cái bảng này, số 2 trong bảng này, và chúng ta tìm chính xác phone. Rồi đóng ngoặc lại. Ok ha. Rồi như vậy là
11 ngày nhân với 50.000 là ra 55 550.000 đúng không ạ? Chúng ta kéo xuống. Rồi. Rất là chính xác. Bây giờ chúng ta muốn định dạng cái tiền ăn để nó có dấu phân cách phần ngàn cho nó dễ đọc. Thì chúng ta có thể làm như sau, chọn nó nè, nhấp phải Format Cell, chúng ta chọn phần Number. Ở đây muốn hiển thị dấu phân cách phần ngàn thì chúng ta chọn là Use 1000 Separator các bạn, bấm vào thì nó sẽ có cái dấu phân cách phần ngàn. Ở đây là có hai chữ số thập phân, chúng ta không muốn hiển thị số thập phân thì chúng ta cứ giảm xuống thôi, giảm xuống đấy, ok. Đó, bây giờ là nó dễ đọc hơn rồi, 550.000, 280.000. Dữ liệu này chúng ta có thể xóa đi được, tôi chỉ làm để ví dụ cho các bạn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến câu số 3, đó là tính số tuần và số ngày lễ. Chúng ta thấy ở đây, ví dụ như khách hàng họ ở là 11 ngày thì chúng ta phải quy đổi ra thành là một tuần là 7 ngày. Như vậy thì anh này sẽ ở được một tuần và số ngày lễ của anh ta là 4 ngày. Nếu như người ta ở 14 ngày thì số tuần sẽ là 2 tuần và số ngày lễ là 0. Tương tự như vậy, nếu người ta ở là 9 ngày thì số tuần sẽ là 1 tuần và số ngày lễ là 02 ngày. Như vậy thì để tính được số tuần thì chúng ta có thể là lấy số ngày ở chúng ta chia cho 7. Ví dụ như bằng này, 11 chia cho 7 xem thử được bao nhiêu lần. Ở đây sẽ được là 1,57 lần. Tuy nhiên thì chúng ta không có lấy cái giá trị phần dư ở phía sau mà chúng ta chỉ lấy cái phần nguyên của nó thôi. Như vậy thì để lấy cái phần nguyên của một cái chữ số thập phân thì chúng ta sử dụng hàm in, sẽ lấy được hàm giá trị số nguyên. Lấy ví dụ ha, ví dụ như chúng ta sẽ có ở đây là giá trị là 2,4, thì nếu tôi dùng hàm in của cái anh này thì nó sẽ ra được là bằng 2. Lưu ý rằng là lấy phần nguyên chứ không phải làm tròn. Ví dụ như thậm chí tính 2,9 thì nó cũng không làm tròn 53 đâu, mà nó vẫn lấy là 2. Dụ như 5,8 thì nó sẽ ra là bằng 5. Chỉ lấy phần nguyên thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng hàm in. Tôi sẽ viết hàm in ở đây. In của cái thương F3 chia cho 7. Enter. Rồi, một tuần chúng ta kéo xuống để kiểm tra xem đúng hay không. Rồi. Ở đây là 9 ngày một tuần đúng rồi này, 14 ngày là 2 tuần này, 44 ngày là 6 tuần này. Sau vậy 42 lẻ 2 ngày. Bây giờ tới số ngày lẻ. Số ngày lẻ chính là cái phần dư của cái thương số 11 chia cho 7 phải không ạ? Mà để lấy được cái phần dư của một cái thương thì chúng ta sử dụng hàm mod bằng mod của 11 này chia cho 7 thì nó sẽ ra được dư bao nhiêu ngày thì nó sẽ để ở đây. Ví dụ 11 chia 7 là lẻ được một lần lẻ 4 thì nó ghi số 4 ở đây. Tương tự như vậy kéo xuống. Con này khá là đơn giản. 14 chia cho 7 được 2 và dư 0. Nên là số ngày lẻ là 0. Đây. Tiếp theo câu số 4. Cho biết có bao nhiêu khách hàng có mã số L2A. Tức là ba cái ký tự đầu đó nè là nó có giá trị L2A. Thì để giải bài này thì bây giờ tôi đưa ra một cái đề bài khác nó đơn giản hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ có cục giới tính này,
tính. Yến Thi là nữ đi ha, nam, nữ, nam xin lỗi, Vũ Bảo chắc nam á, Huỳnh My nữ và nam. Rồi bây giờ cái đề bài nó đơn giản hơn nè, là hãy đếm xem là có bao nhiêu khách hàng là nam. Với đề bài như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Nếu là đếm thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái hàm count, và ở đây là đếm có điều kiện. Nếu là nam thì chúng ta mới đếm, còn nữ chúng ta không đếm. Như vậy ở đây là hàm count có điều kiện, hay gọi là count if. Để tôi sẽ viết ha, bằng count if. Ngoài ra count if nó nhận vào hai tham số. Tham số thứ nhất là range, là cái vùng mà chúng ta sẽ đếm. Tôi sẽ đếm trên cái vùng này. Phải criteria tức là cái điều kiện mà chúng ta đếm, tức là chúng ta chỉ đếm nếu như là nam thôi, nữ chúng ta không đếm. Như vậy chúng ta sẽ ghi là nam. Họ thường không quan trọng nha các bạn, nam cũng được. Rồi chúng ta xem kết quả. Như vậy là tổng cộng có 3 người là nam, 1, 2, 3. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giải cái bài này. Có bao nhiêu khách hàng có mã số là L2A? Như vậy chúng ta cũng dùng count if thôi. Bằng nè, count if. Rồi chúng ta sẽ đếm trên cái cột này. Được chưa? Criteria tức là cái điều kiện. Bây giờ điều kiện nó khó hơn nè. Điều kiện chúng ta không thể viết là L2A được, tại vì trong cái bảng này không có một cái trường hợp nào là L2A cả, mà nó chỉ là L2A gạch ngang cái gì gì đó thôi. Như vậy nếu mà chúng ta cố tình viết như thế này thì nó sẽ ra là không, tại vì không có. Vậy thì chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào? L2A gì gì đó phải không ạ? Là một cái chuỗi L2A gì gì đó. Thì cái chỗ gì gì đó này người ta có thể sử dụng dấu sao. Dấu sao được sử dụng để thay thế cho không hoặc nhiều ký tự bất kỳ. Chúng ta enter. Rồi, như vậy là ra hai trường hợp có L2A. Rồi, bây giờ để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi đến một cái ví dụ khác nữa. Bây giờ yêu cầu như sau là đếm số khách hàng có mã số ký tự thứ hai và thứ ba của mã số là 1A. Thì trong trường hợp này chúng ta phải làm như thế nào? Thì đã đếm thì chúng ta sử dụng count, mà có điều kiện thì count if. Tôi sẽ viết này, bằng count if. Rồi đếm trên cái vùng này phải không ạ? Phải criteria tức là cái điều kiện. Bây giờ điều kiện của chúng ta nè, ký tự thứ hai và ký tự thứ ba là 1A. Bây giờ chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào? Thì để thay thế cho một ký tự bất kỳ thì chúng ta sử dụng dấu hỏi. Dấu hỏi này, 1A sao. Rồi đấy, mình viết như vậy thì chắc các bạn cũng đoán ra được cái kết quả rồi. Dấu hỏi là được thay thế cho một ký tự. Ở trước 1A sẽ có một ký tự mà mình không cần biết là ký tự gì, và phía sau chữ 1A sẽ là không hoặc nhiều ký tự, mình cũng không quan tâm. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ đếm, và nó sẽ có hai trường hợp, 1A như thế này, hai trường hợp. Như vậy nó tóm lại, dấu sao là để thay thế cho không hoặc nhiều ký tự bất kỳ. Còn dấu hỏi dùng để thay thế cho một ký tự bất kỳ.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến câu số 5. Đó là tìm họ tên khách hàng đầu tiên có tiền ăn cao nhất. À, chúng ta sẽ xem xét như thế này. Tức là chúng ta sẽ tìm họ tên, tìm một người nào đó trong cái dãy này mà họ có cái số tiền ăn là cao nhất ở chỗ này, thì để tìm một cái giá trị trong một cái bảng thì chúng ta có thể sử dụng hàm index, ví dụ ha, bằng là index của array, tức là cái dãy này, phải row num, tức là dòng số 2, dòng số 2 thì nó sẽ trả về là Trần Hoàng. À, nếu mà tìm ở dòng số 3 thì sẽ trả về là Vũ Bảo, à, tương ứng là 1, 2, 3. Như vậy thì vấn đề của mình ở đây là làm sao mình biết được dòng nào sẽ tương ứng với số tiền ăn cao nhất. Chúng ta chưa biết được cái dòng nào. Không ạ. Thì nếu biết được thì chúng ta điền vào trong này là xong. Bây giờ ở trên này muốn biết được cái dòng nào trong cái dãy này nó tương ứng với cái tiền ăn cao nhất thì chúng ta sẽ sử dụng hàm match. Hàm match như sau nè. Hàm match dùng để trả về vị trí nha các bạn, của một giá trị trong một dãy, trong một dãy trả về vị trí, nó rất quan trọng. Mình đang cần tìm vị trí mà, vị trí xem thử dòng nào để mình truyền vào trong cái hàm này, đúng không bây giờ tôi sẽ viết nè. Ví dụ ha, bằng là match của ví dụ như tôi tìm giá trị số 14 trong cái dãy này, xem là các bạn đoán xem nó trả về bao nhiêu ha. 14 trong cái lookup array, tức là trong cái dãy này, ví dụ vậy. Phải tìm chính xác ha, exact match số 0 này. Theo các bạn sẽ trả về bao nhiêu? Nó sẽ trả về là 2, tại vì số 14 nó nằm ở cái vị trí thứ hai trong cái dãy này. Lưu ý hàm match trả về vị trí chứ không phải trả về giá trị. Tôi thay đổi một chút ha. Ví dụ như tôi tìm con số 9 trong cái dãy này thì nó sẽ trả về là 1, 2, 3, 4, vị trí số 4. Đúng không ạ? Như vậy tương tự, nếu tôi tìm ra được cái giá trị cao nhất trong cái tiền ăn này là 2 triệu 200 ngàn. Thì tôi tìm nè, 2 triệu 200 ngàn, đủ chưa, 3 chữ số nè, dư 1 chữ rồi, 200 ngàn. Rồi tôi tìm trong cái bảng này, thì nó sẽ trả về chúng ta là số 5, tại vì 2 triệu 200 ngàn nó nằm vị trí thứ 5 trong bảng này. Vậy thì tôi chỉ cần là truyền cái hàm match này vào trong cái hàm này là xong thôi. Ví dụ chỗ này dòng nào nè, trở về dòng số 5 là xong. Match của 2 triệu 200 ngàn trong cái dãy này, được chưa, tìm chính xác không, đóng ngoặc lại, thì nguyên cái chỗ này nó sẽ trả về cho chúng ta cái vị trí là vị trí số 5. Và vị trí số 5 đã truyền cho cái hàm index, nó sẽ lấy được anh Trương Phi là vị trí số 5 trong dãy này. Chúng ta enter đấy, là Trương Phi có số tiền ăn cao nhất. Tuy nhiên hàm này nó vẫn còn có một chỗ chúng ta có thể cải tiến, đó là nếu như mà danh sách khách hàng rất là nhiều, cả trăm ngàn khách hàng, làm sao mình biết được cái giá tiền nào là cao nhất. Ở đây mình đang viết cố định là 2 triệu 200 ngàn ở đây. Như vậy để tìm được giá trị lớn nhất trong tiền ăn này,
thì mình có thể sử dụng hàm must của cái tiền ăn này là xong. Thì nguyên cái đoạn này sẽ trả về giá trị lớn nhất. Được chưa? Ví dụ như anh này mà anh tăng lên đi, giả sử như tiền ăn mình cố định nó là khoảng 5 triệu đi. 3, 4, 5, 6 chữ số. 5 triệu. Đấy, thì khi 5 triệu này thì anh Trần Hoàng mới là người lớn nhất, số tiền ăn lớn nhất. Được chưa? Yes, câu cuối cùng, câu số 6. Trích lọc những mẫu tin có ký tự thứ 5 và thứ 6 của mã số là F1 và số tuần lớn hơn hoặc bằng 1. Tức nghĩa là chúng ta tìm thêm thử trong cái bảng khách hàng này nè. Ai có cái mã số là F1 và có số tuần là lớn hơn 1. Ai mà chả lớn hơn 1 nhỉ? Mình sửa lại cái đề một tí đi. Lớn hơn mấy nhỉ? Lớn hoặc bằng 2 đi. Nó thay đổi một tí. Lớn hơn bằng 2. Rồi. Thế thì để trích lọc mà nó có nhiều điều kiện như thế này á, thì cái công việc đầu tiên là chúng ta cần phải mô tả điều kiện, gọi là cái criteria. Thì tôi sẽ mô tả như sau nè. Ký tự của mã số là F1. Như vậy là chúng ta cần phải quan tâm tới mã số này. Ctrl C, tôi copy nha, copy ở chính xác, dán ở một cái vị trí nào đó này đi. Rồi tiếp theo là số tuần lớn hơn bằng 2, cột số tuần là cột này, copy nè, Ctrl C, con này nhé. Giờ mô tả như sau nè. Cái chỗ số tuần lớn bằng 2 thì dễ rồi, lớn hơn hoặc bằng 2 là xong thôi. Còn cái chỗ ký tự thứ 5 và thứ 6 là F1 thì các bạn sẽ mô tả như thế nào? F1 ở đây. Như ta viết này, 1 2 3 4 5, F là thứ 5 phải không? Chúng ta sẽ thay thế nè. Bốn ký tự phía trước là mình không cần biết. 1 2 3 4. Ký tự thứ 5 là F 1. Ký tự thứ 6 là 1. Rồi phía sau nó thật ra mình cũng không còn biết là bao nhiêu luôn. Để cho sao luôn được. Đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta đã mô tả xong cái vùng điều kiện như thế này. Lưu ý là trên cùng một dòng thì nó diễn đạt bằng cái phép and, tức là và mã số là như thế này và số tuần là lớn hơn bằng 2. Chúng ta sẽ thực hiện ha. Để lọc thì chúng ta vào data vùng filter này, chúng ta sẽ chọn advanced. List rank tức là cái vùng mà chúng ta muốn lọc. Các bạn bấm vào mũi tên màu đỏ. Các bạn muốn lọc trên vùng này thì chọn vùng này. Bấm lại mũi tên màu đỏ. Criteria range là cái vùng điều kiện mà chúng ta vừa mới định nghĩa đó. Bạn bấm vào chọn bên dưới này. Đây là cái vùng điều kiện. Nhớ có cả tiêu đề. Tiêu đề rất quan trọng. Rồi. Nếu chúng ta muốn lọc xong, kết quả nó sẽ chép ra một cái nơi khác thì chúng ta chọn cái tùy chọn bên dưới là copy to another location. Bấm vào thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái hộp thoại, một cái text box để chọn cái nơi chúng ta chép. Bấm vào chúng ta muốn chép đến đây chẳng hạn. Ok. Đấy. Như vậy thì khi lọc ra nó sẽ ra được một trường hợp duy nhất có mã số là F1 và có số tuần lớn hơn bằng 2. Chúng ta kiểm tra lại ha. Số tuần lớn bằng 2 là có nhiều lắm đó. Anh này cũng lớn hơn 2 nè. Nhưng mà anh này F1 đúng rồi nè. Anh này lớn hơn 2 nè. Nhưng mà anh này là F2 nên không trả về là đúng rồi. Anh này cũng lớn hơn 2 nè. Nhưng mà là F3 nên không trả về. Như vậy chúng ta chỉ có một trường hợp duy nhất là Trần Hoàng thôi. Là chính xác hả các bạn?
À, và bây giờ chúng ta sẽ xem thử chúng ta đã ôn lại được những gì trong cái bài tập này. Thì đầu tiên đó là chúng ta đã ôn về cái cách nhập dữ liệu ngày. Và chúng ta lưu ý là phải xem thử máy của mình là nhập theo định dạng nào, nhập ngày trước hay nhập tháng trước hay nhập năm trước, bằng cách chúng ta bấm vào cái đồng hồ chúng ta xem. Và cái thứ hai đó là định dạng hiển thị dữ liệu ngày. Thì chúng ta muốn hiển thị ngày trước hay tháng trước hay năm trước, hoặc là chúng ta muốn hiển thị dấu xuyệt hay là dấu gạch ngang như thế này, thì chúng ta vào format cell và vào mục custom là chúng ta điều chỉnh hai chữ D thay đại diện cho ngày, M là month và Y là year. Chúng ta cũng đã ôn lại cái hàm tìm kiếm trong Excel, đó là hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP. VLOOKUP là dùng để tìm kiếm theo chiều dọc, còn HLOOKUP là tìm kiếm theo chiều ngang. Và chúng ta lưu ý cần phải cố định cái bảng tham chiếu. Chúng ta nhấn phím F4 để cố định cái bảng tham chiếu lại. Ví dụ như hình bên dưới này, chúng ta tìm giá trị F2 trong cái bảng được phân bố theo chiều dọc như thế này, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP, và giá trị trả về tùy chúng ta chọn cột nào chúng ta muốn trả về thôi. Chúng ta cũng đã ôn lại một cái hàm để trích một cái chuỗi con trong một cái chuỗi cho trước, đó là sử dụng hàm mid. Hàm mid nhắm vào ba tham số: thứ nhất là cái chuỗi đầu vào, thứ hai là vị trí bắt đầu lấy, và thứ ba là số ký tự muốn lấy. Chúng ta cũng đã ôn lại cái hàm int là dùng để trả về phần nguyên của một số. Lưu ý hàm in nó trả về phần nguyên chứ không phải là hàng làm tròn. Vì vậy nên in của 2,9 vẫn chỉ là 2 thôi. Hàm mod là được dùng để lấy số dư của một phép chia của hai giá trị x cho y. Hàm count if là hàm đếm nhưng mà có điều kiện. Hàm count if nhận vào hai tham số. Tham số thứ nhất là cái vùng đếm, và tham số thứ hai là chúng ta phải mô tả cái điều kiện đếm. Chúng ta lưu ý là dấu sao được dùng để thay thế cho không hoặc nhiều ký tự bất kỳ. Dấu hỏi được thay thế cho một ký tự bất kỳ. Ví dụ bên dưới này chúng ta thấy count if của cái dãy D3, D7 là cái dãy này nè các bạn. Và đếm những chỗ nào mà có giá trị là L2A sao. Đây là L2A và cái gì gì đó phía sau. Chúng ta cũng đã ôn về cái hàm match và hàm index. Hàm match là dùng để trả về vị trí của một giá trị trong một dãy. Chúng ta thấy ở đây, chúng ta có một cái dãy như thế này. Tôi muốn tìm vị trí của giá trị 700 ngàn trong cái dãy này, thì tôi dùng hàm match, và khi đó sẽ trả về vị trí là vị trí thứ ba trong cái dãy này. Ngược lại, hàm index là được dùng để trả về vị à, xin lỗi, trả về giá trị tại một vị trí trong một dãy hoặc là một bảng. Trường hợp này tôi có một dãy thôi, một bảng thì các bạn có thể tham khảo lại tài liệu lý thuyết. Ví dụ chúng ta có một cái dãy như thế này, tôi muốn trả về giá trị tại vị trí thứ hai trong dãy này, thì tôi sẽ sử dụng cái hàm index này, và khi đó sẽ trả về giá trị là Trần Hoàng. Thì trên đây là toàn bộ cái nội dung mà tôi muốn truyền tải đến các bạn trong cái bài ôn tập thứ nhất. Hy vọng rằng là với những kiến thức này thì các bạn có thể tự tin hơn trong khi làm bài Excel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.